Hello, hello anh em, hello tất cả anh em nhé. Chào tất cả anh em đã quay trở lại với clip tiếp theo của mình em ơi. Wow, lại tôi. Hôm nay thì chúng ta sẽ vào con trung win. Ok, đây là trước mắt anh em, đây là con trung win. Và anh em có thể thấy đây, cái tựa game trung win này thì tôi thấy rằng là khá nhiều anh em đang đắn đo, đang muốn tôi lên clip về con trung win. Ok, được thôi, anh em đắn đo, anh em muốn tôi lên clip thì đơn giản. Cái điều ấy là điều đơn giản luôn. Đấy, cầm 124 này. 124, ok, bắt đầu 124 về siêu lực bắn rồi. Sẽ là chắc cú về 1 triệu nữa. Thì những cái gì đấy là những cái gì mà anh em đắn đo, em muốn thì tôi sẽ đáp ứng cho anh em và sẽ đưa ra những cái lời khuyên ok nhất, trân trọng gọi là từ tôi truyền đạt đến cho anh em. Còn anh em hiểu được đến đâu, anh em theo được đến đâu, anh em nghĩ thế nào thì cái đấy vẫn phụ thuộc vào anh em thôi anh em ạ. Đúng không? Vẫn phụ thuộc vào anh em thôi. Tài một lốp 5 anh em ơi, một lốp 5 tài anh em nhá. Tiếp tục tài này, tiếp tục tài anh em ơi. 1 2 4 1 1 1 2 4 1 1 là ok mà, 1 2 4 1 1 là ok đấy chứ. 1 1 này bắt đi anh em, dường như anh em vào bên xíu. Ok, nhưng mà bắt này sang tài đi, hay mình sẽ đi sang tài đi nào. Con này cũng ngon đấy, con này tài cũng ngon đấy anh em. Tài con này cũng ngon đấy. Ok giờ tài con này cũng ngon đấy. Đấy, tài luôn mà anh em, tài luôn mà. Thì một tự game cái con trung win này thì cũng ra khá lâu rồi. Nó ra khá lâu rồi anh em. Ra khá là lâu rồi. Nên là tôi lại dành cái tựa game trung win này ở đây thôi. Ở đây thôi anh em ạ. Còn giờ thì vẫn có anh em đang tham gia, không phải là không tham gia. Nhưng mà tôi không nghiên cứu sâu về con trung win. Đấy. Và tôi cũng đã bỏ được con trung win này được bao nhiêu rồi, dường như là được 5.5 năm rồi. Nhưng mà tôi là một người sáng tạo nội dung, một người truyền đạt kinh nghiệm, kiến thức cho anh em để giúp các anh em tham gia kiếm đũa. Thì phải đưa cho anh em. Đấy, tôi sẽ làm cho anh em. Đấy. Nên đặt ra cái nào là có lợi, cái nào không có lợi. Ok chưa? Con trung win là cái thứ nhất là nó vào lúa rất là lâu và cầu nó không đi chung, nó cũng không áp dụng công thức. Không phải không đi chung mà ngày hai ngày nó đổi cầu một lần. Đây cái này là rất là khó nhỉ, rất là khó. Đây, xỉu này, có thể là tôi có thể bắt được, tôi có thể đi được, nhưng mà chắc chắn là anh em mới chơi và anh em đã tham gia cứ cho là lâu rồi đi thì cũng rất là khó. Và khi mà bắt được con theo được con game trung win này, ok chưa? Đấy. Thì giờ thì thôi, thì tôi sẽ dẫn anh em đến một con game mà nó có những cái đặc điểm rất là ngon. Và con này từ lúc tôi bỏ con trung win đến bây giờ tôi kiếm đũa con này hiện tại rất là ok. Thì đây anh em ơi, đây là con game mà thiên đường mà chơi anh em nhá. Con game này thì hiện tại tôi kiếm đũa rất là ok và rất là ngon. Rất ok và rất ngon. Thì con này thì đặc điểm là vào lúa rất là nhanh, tầm 30 giây 60 giây. Và công thức phương pháp hay là game trong đây thì hoàn hảo rồi, ok rồi. Đấy, công thức cũng có, phương pháp có, anh em kiếm đũa cực kỳ là ngon. Tôi sẽ vào luôn bàn tài xỉu 10D5, ok chưa? Giờ thì tôi sẽ vào mini game này, vào mini game, vào bàn tài xỉu 10D5 để đi cho anh em nhé. Nó có 4 bàn tài xỉu cơ, thật sự luôn, con này nó có 4 bàn tài xỉu cơ anh em ạ. Đấy, đây là những cái phần sảnh game online này, bóng đá sổ số này, sảnh game online này. Thôi, giờ thì vào luôn anh em nhé. Ok, này đang biệt tài đúng không? Phát này sẽ theo tài tiếp này. Có bên em bệt đôi 46 vạn, 6 vạn, ít từ ngoài 9 phát đây anh em ạ. Ít từ ngoài 9 phát tài đấy. Phần này vào tài tiếp anh em nhé. Đây tôi sẽ vào tài tiếp nhé. Ok. 3 mở tài tiếp đi. Đấy, còn nếu mà anh em muốn biết sâu, đại khái sâu về những phương pháp trong con game mà tiên đường chơi này thì có thể tải game về. Link game tôi để bên dưới cho anh em nhé. Tải game về, link game bên dưới. Lụm này, 661 này, lụm luôn cho anh em tài anh em ơi. Đấy, nếu muốn biết sâu kinh nghiệm, kiến thức, phương pháp thì là đăng ký kênh nữa, bấm chuông thông báo, đăng ký kênh. Lụm ngay tài anh em nhé, lụm tiếp anh em tài nữa này, theo tiếp anh em nhé, theo tiếp cầu đi. Còn không phải nói, một tuần của con này tôi có thể kiếm được 50-100M, không phải nói phép anh em đâu. Có những clip tôi đã sâu cho anh em xem mà, cái lịch sử rồi. Đấy, đầu tuần thì tôi chỉ vào 10-20M, ngày tôi đặt ra cái quy định là ngày tôi chỉ kiếm 10M, 20M. Có thể hôm nào ít thì hôm nào đen thì tôi sẽ kiếm 5M thôi. Em cứ nghĩ em cầm 10M, 20M, em kiếm 5M nó ít, nhưng thực ra 10M, 20M anh em tưởng tượng anh em đi làm xem nào.
Anh em thử tưởng tượng anh em đi làm sẽ có được nhiều không? Không được nhiều anh em. Làm một tháng anh em càng nghiệm được 5, 6, 7, 10 triệu đi. 10 mờ đi. Đấy, một ngày em kiếm 5 mờ rồi. Nó rất là đơn giản đúng không? Sao nào? Ở phát này nụ 236 này, nhìn bên dưới 236 này, nụ tài rồi. Ok chưa? Khá là ngon đúng không? Đấy, thì anh em muốn quan tâm, muốn học hỏi, bây giờ mình đã bị cho mình tham gia này, mình kiếm đũa rồi. Thì mình phải tập trung tí anh em nhé, tập trung lên kiến thức, xem video để áp dụng vào. Chứ anh em đừng đi theo kiểu đi bừa, đi vui vẻ, cứ thấy phát nào ưng phát nào vào đấy nhá. Sai anh em, sai đấy, như thế là rất dễ bị toang luôn, cực kỳ bị toang luôn em, cực kỳ toang luôn. Đấy thì thôi, có lẽ thì anh em muốn biết thêm chi tiết thì có thể đăng ký kênh. Rồi tôi xin phép là dừng clip tại đây. Hẹn tất cả anh em những clip sau với những phương pháp hay hơn, ok hơn anh em nhé. Bye bye tất cả anh em, bye bye anh em.